Nhân vật webtoon Na Kang Lim, tập 137, Quá khứ hay nỗi đau. Thế là ngay buổi chiều hôm đó, tại phòng câu lạc bộ APC đã diễn ra một cuộc họp của tất cả thành viên và có cả cô nàng Ierim tham gia cùng. Chủ tịch Kang Lim giải đầu nói, đó là điều mà mọi người sẽ hỏi, nhưng mà mình cũng không chắc, dù cho mình có là người nói về chuyện này. Gia lo lắng hỏi, có chuyện gì sao, có nghiêm trọng đến mức phải lo lắng như vậy không, không phải ai cũng biết về Chuni, cậu biết đấy, Sirin cũng hỏi Dung Ahat, cậu cũng không biết à, Dung Ah. Cô nàng thở dài DPAS, hùng, bí mật của Yong Su, mình có nên gọi như vậy không? Mình biết là có chuyện gì đó mà cậu ấy không muốn nói đến, nhưng đó là những gì mình biết. Tuy nhiên, Kang Lim đã biết Yong Su trước cả khi cậu ấy gặp mình. Ierim lo lắng cho bốn mắt mà nói, làm ơn, chị muốn biết có chuyện gì đang xảy ra, nếu chị có thể giúp, thì chị muốn giúp hết sức có thể. Lily lại nói, anh yêu à, có lẽ là đến lúc để kể rồi đó. Ra Hy ngạc nhiên, hở, sao cơ? Con bé Jamie nói, có vẻ là tiên bối Chun ra cũng biết chuyện gì đó. Lily đáp, đừng có gọi chị như thế. Mia bên kia màn hình nhớ lại mà nói, à, giờ chị mới nhớ, không phải trong lúc chúng ta lên kế hoạch cho chuyến đi, hai người cũng có nói về chuyện gì đó. Cô nàng Lily đáp, đúng vậy, nhưng em không thể giúp được, anh yêu à đôi lúc hỏi trực tiếp một người có thể sẽ rất là đau lòng đó. Cho nên, anh yêu, Lily nhìn sang cậu mà nói, Kang Lim này giờ im lặng suy nghĩ đáp, Yong Su đã đi đến bệnh viện. Để gặp đứa em gái đang nằm viện của cậu ấy, mọi người nghe mà ngạc nhiên à. Khung cảnh chuyển đến bệnh viện, lúc này cậu đã đến bên dưới quần trực của bệnh viện, cậu vội vã hỏi cô y tá. Rồi giây sau cậu liền bước hết tốc độ mà chạy đến phòng bệnh của em gái mình cả người cậu lúc này đã đầy mồ hôi sự lo lắng cùng với vui mừng đan xen trong lòng cậu nhớ lại trước đó cậu ngồi nghe bác sĩ thông báo về tình hình bệnh của em gái mình cậu nghe bác sĩ nói mà ngơ ngác gì cơ đó là bệnh gì ngủ ư bác sĩ giải thích nó là một dạng của hội chứng clean levin còn được biết đến là hội chứng hội chứng người đẹp ngủ đó là một dạng bệnh chưa giải thích được khi mà người mắc bệnh sẽ luôn bị buồn ngủ quá mức và luôn ngủ một cách thất thường. Nhưng những gì tôi nói nãy giờ thì đó là do chấn thương sau tai nạn. Nhất là trường hợp của xin xua, triệu chứng đã trở nên nặng hơn nên khó nói được tiên lượng sẽ như thế nào. Đây là một trường hợp cực hiếm trên toàn thế giới và trong trường hợp tệ nhất, con bé sẽ ngủ đến hết cả tháng hoặc cả năm đến hết. Bốn nghe bác sĩ mà kích động quát, sao ông nói đó chỉ là tình trạng bình thường. Gánh nặng kinh tế là một chuyện, nhưng con bé sẽ cần rất nhiều sự chăm sóc đặc biệt từ gia đình. Cậu nên gọi cha mẹ của cậu đến và bàn về. Cậu nghiến răng bộ dáng tức giận nói, "Đừng lo về vấn đề tiền bạc. Và, đám người đó sẽ không đến đây đâu." Cậu vừa nói mà vừa siết chặt bàn tay như là không muốn thừa nhận về sự tồn tại của ba mẹ mình vậy. Thế nhưng vì em gái, nên cậu đã liên lạc tới hai người họ, vậy sao, hai người thực sự không đến à? Phía bên kia điện thoại chỉ là tiếng nói cười đùa vui vẻ của hai người họ mà chẳng hề quan tâm gì đến tình hình của người con gái của mình cả cậu nghe hai người nói mà tức giận quát con bé là con gái của hai người đó và hai người có đáng làm bậc cha mẹ không vậy nếu con bé lại rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa ai biết khi nào con bé sẽ tỉnh dậy chứ hai người lại nói con đang trải qua tuổi dậy thì hả sao con có thế lớn giọng với mẹ của mình như vậy? đúng rồi đó yong su mẹ và cha còn phải đi đến mỹ nữa sân khấu broadway đang hồi sinh lại những vở nhạc kịch nổi tiếng đó có quá nhiều thứ để tận hưởng trên thế giới này và cuộc đời thì ngắn lắm. Con thấy đó, ai mà biết được đến khi nào chúng ta sẽ lại được xem lại vở nhạc kịch này, rất khó để đặt được hàng ghế đầu đó. Ôi anh ơi, anh là tuyệt nhất, ha ha ha, cậu nghe hai người nói một cách vô tâm mà tức giận đến tục độ A. Và quên chưa nhắc đến, con có biết tốn bao nhiêu tiền để nằm trong bệnh viện mỗi ngày không, và còn cái tiền thuê cả tòa chung cư mà con đang ở thì sao? Ngày nay, con cái mơ được sinh ra trong một gia đình giàu có mà đúng không vậy thì không phải là cha mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ của bậc phụ huynh rồi sao ôi nghe anh nói lúc nào cũng đúng hết đó anh yêu bậc phụ huynh như này là tốt nhất nhỉ đôi khi một chút quan tâm nhưng lại ấm ấp hơn là tất cả à? a anh yêu chuyến bay của chúng ta đến rồi đó đi thôi yong su nếu con cần thứ gì cứ nói cho thư ký cho nhé được không cha mẹ có thể sẽ không bắt máy trong lúc cha mẹ đến mỹ đâu nhưng mà nhớ chăm sóc chưa để cho hai người nói hết thì cậu đã vì quá tức giận mà đập nát cái điện thoại luôn ai cha mẹ tốt là vậy ư cho con tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng có tình thương của cha mẹ quay lại hiện tại bốn mắt đã đến căn phòng của em gái mình bất ngờ đập vào mắt đứa me gái xin xua đã hôn mê nằm đó đã lâu nay đã ngồi dậy ở đó con bé quay lại thấy anh mà mỉm cười gọi a à, anh hai bốn mắt nhìn em gái mình ngồi đó được nghe tiếng gọi mà lâu nay đã mà lâu nay đã không được nghe mà sướng sốt. Rồi cậu liền lao đến ôm trầm lấy xin xua vào lòng. Cậu tươi cười đáp lại, cho em, xua, con bé nói, thật vui khi gặp lại anh hai. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trong năm nay, đúng không? Lần này nó khá dài đó, cậu lo lắng hỏi, em cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không? Không, em ổn, bác sĩ nói ngày mai ông ấy sẽ đến để kiểm tra thêm vài lần nữa, giống như lần trước, em sẽ ổn trong một khoảng thời gian thôi, nhưng quan trọng hơn, dạo này anh hai như thế nào rồi? Cậu đáp, anh, ừm, à hem, tất nhiên, có vài chuyện. Gần đây, anh đã giúp danh tiếng của Legend of Eon Nam tăng lên bằng cách tham gia vào sự kiện của nó. Con bé nhìn anh mứa may trước mặt mà cười, vui quá anh vẫn còn thích Legend of Eon Nam mà, phải không, he he. Tất nhiên, gần đây họ còn tung ra bản game trên điện thoại đó, gì cơ, Legend of Eon Nam có bản game rồi á? À? Wow, thật sao? Dĩ nhiên rồi, không cần nói nhiều, em cứ tự trải nghiệm đi. Như có Witch Mid, mà nó khá là nổi tiếng đấy. Gần đây anh đã đi đến thế giới hoạt hình để tham gia cuộc thi cosplay, và ở đó có vài người đang cosplay các nhân vật từ Legend of Eon Nam. Cuộc thi cosplay, anh hay? Wow, anh tham gia một mình hả? Hay là với Avn Kanglim? Không, không phải người hầu của anh mà với một người tên là Bang Ierim thấy hơi lỡ miệng nên cậu lãng sang chủ đề khác bỏ chuyện đó sang một bên đi. Xong con bé lại hứng thú. À, cái gì? Tại sao? Có lẽ nào cô ấy là bạn gái của anh? Cậu không trả lời mà đưa điện thoại đang mở con game Legend of Nam cho xin xua. Quan trọng hơn, đây này, anh đã tạo một tài khoản mới rồi, chơi thử đi. Con bé lắc đầu đáp đúng là em có thích Legend of Nam nhưng mà. Em thích nghe về câu chuyện của anh Hai hơn cơ. Nhất là bây giờ, khi em không còn nhiều thời gian nữa, nếu em rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa, em không biết khi nào em sẽ lại tỉnh dậy được. Đừng nói những thứ như vậy, em nhất định sẽ khỏe hơn mà, em tin chắc điều đó. Cảm ơn, anh Hai, vậy thì ngoại trừ phần gacha, em sẽ thử chơi một chút, vì gacha chỉ có phí tiền thôi. Ôi bây giờ, sao em có thể bỏ qua phần gacha trên game điện thoại được? bên cạnh đó tiền là một thứ mà em phải cần dùng đến đó thật là xui xẻo xin xua nghe cậu nói mà hỏi anh vẫn còn ghét cha mẹ sao cậu liền đáp vẫn ư ghét họ đến hết đời này vẫn là không đủ chắc chắc rồi anh đã mơ đến một kế hoạch vĩ đại để trả thù đúng mình không thể nào tha thứ cho những con người ấy sau cùng nguyên nhân mà em bị như thế này tất cả là do họ đã bỏ rơi đứa con gái đang nhập viện của họ trước đó họ cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh cả. Kể từ lúc chúng ta nhập học vào một trường tiểu học tư nhân đắt tiền, em gái của mình và mình đều có hai buổi tiệc sinh nhật xa hoa vào mỗi năm. Mọi thứ đều rất xa xỉ và sang trọng trong những buổi tiệc đấy nhưng mà. Cha mẹ của chúng tôi chưa một lần tham gia cùng chúng ta. Cô chủ có công việc đột xuất, mình đã nhận ra tất cả chỉ là dôi trá từ lúc lên bốn trong lúc học tiểu học những người này chỉ quan tâm đến bản thân của họ họ tưởng trách nhiệm của họ chỉ là chu cấp tiền cho con của họ không nhận được tình yêu thương nên mình cũng không học được cách để yêu thương và sống như thể cả thế giới này là kẻ thù của mình trong một con hẻm ở gần trường học tiếng đấm bịch bịch liên tục bên cạnh có mấy tên nằm đó một tên bị đấm không chút phản kháng nói đủ đủ rồi tao sẽ không khiêu khích mày nữa và kẻ gây ra những chiến tích đó chính là thanh niên bốn mắt Mặc dù tên đó đã van xin rồi nhưng cậu vẫn không chịu buông tha mà cứ đấm vào mặt hắn liên tục, gương mặt lại có chút hứng thú. Lát sau, sau khi đa tẩm quất cho mấy đứa dám lao nháo với cậu thì cậu cũng đã về đến nhà. Xin xua tay ôm con khủng long buồn ngủ ngáp dài đi ra mừng cậu, anh hai, anh lại đánh nhau nữa à? Cậu đáp, anh bảo em là đừng đợi nữa mà, đi ngủ đi chứ, em bị sốt à, xua đã hay bị bệnh trước cả ai nặn ấy. Em ấy thường hay ở nhà, Chuyện tranh là người bạn và là cha mẹ của em ấy, em ổn rồi. À, cô nội trợ chừa lại đồ ăn cho anh đó. Cô ấy nói anh có thể lại về nhà trễ, cậu đi vào nhà đáp lại, được rồi, anh sẽ tắm rửa rồi ăn sau. Xua, em ấy học được cách yêu thương trong những cuốn truyện tranh, lại còn trưởng thành hơn cả mình, nghĩ lại, có lẽ đó là lý do mà em ấy đã gợi ý cho mình. Con bé lại hỏi cậu, "Anh Hai, Halloween này anh có định làm gì không?" Cậu đáp, "Không hẳn." tại sao xua mong chờ nói em nghĩ em sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà cùng với cha và mẹ em sẽ chuẩn bị và tự làm trang phục hay là chúng ta cùng thế nhưng cậu lại ngắt ngang lời con bé dừng lại đi xua nghe cậu nói mà cũng bất ngờ lo lắng a à. cậu lại nói họ sẽ không đến đâu em biết thừa rồi mà càng hy vọng sẽ chỉ càng làm cho em thất vọng thêm thôi từ bỏ đi bé xua gượng cười nói em xin lỗi nhưng em sẽ không từ bỏ đâu, em tin nó mà, dù nó có khó khăn đến đâu. Nếu em thành tâm mong ước chuyện đó, nó có thể thành hiện thực. Và vì vậy Xua chắc chắn đã tin tưởng điều đó cho đến cuối cùng đó là lý do mà. Em ấy đã gặp phải tai nạn đó, một tai nạn mà khiến con bé đã khiến con bé phải nằm hôn mê trong bệnh viện. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé, quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để ủng hộ cho S một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ à. cảm ơn mãi yêu